Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ tiếp tục mà làm cho anh chị và các bạn một con xe sedan nhưng mà dòng xe rẻ tiền. Một con xe Ford Laser. Con xe này là sản xuất vào năm 2002. Dòng Ford này thì cũng là một trong dòng xe nó khá là bền. Con xe này hiện tại thì nhô trăm một tí thôi, thì báo giá luôn cho anh chị các bạn nó rơi vào là 125 triệu là bao rút hồ sơ. Xe biển Thái Nguyên. Thì với dòng Ford này so với những dòng như là Toyota Vios thì nó cũng độ bền nó cũng tầm tầm ngang như nhau. Đấy, dòng Ford thì nó sẽ đắt, đồ đạc đắt hơn một chút so với những dòng xe khác. Đấy, nhưng mà độ bền của nó thì cũng khá là bền. Dòng xe này mặc dù đời thấp nhưng mà giá rẻ và đi lại nó cũng rất là bền. Nên chị bạn nếu mà chúng ta lựa chọn xe thì hoàn toàn có thể yên tâm. Để chạy gia đình theo năm tháng cũng rất ít khi là nó hỏng. Với đời 2002 thì con xe này tất nhiên là phần máy thì đời này thì nó cũng có làm rồi. Đấy, nội thất thì ghế da thì con xe này theo em thì nó cũng bọc lại. Đấy, nhưng mà tổng thành trong ngoài của nó thì nó vẫn còn giữ được. Củ số này, vô lăng này vẫn là nguyên bản theo xe. Đấy, tắc ly thì vẫn nỉ này. Đấy, bốn cánh tắc ly thì vẫn là nỉ. Đời cũng khá là thấp từ 2002, tuy nhiên độ bền của nó thì anh chị hoàn toàn là yên tâm. Bản chất của cái dòng này là máy của nó rất bền. Form dáng thì cũng là dòng sedan hai đầu. Khá là dài xe. Đây vô lăng này. Củ số này, đây là củ số nguyên bản của xe nhé. Những cái dòng này một đặc điểm là cái dòng Ford Laser ấy mà đời 2002, 2003 thì là cái củ số như thế này nó sẽ mạ sơn ở đây, và khi mà theo năm tháng mà chúng ta đi nhiều thì bắt đầu nó sẽ nhạt hết những cái phần sơn ở phần đầu này. Nên là nhìn cái củ số và cũng con xe nào đời thấp ấy, chỗ nào nó cũng bị bay mất cái chỗ này rồi, nó nhìn nó sẽ bị nhẵn. Đây, nhưng mà đấy là củ theo xe thì như thế, còn nếu mà thay củ khác, củ mới vào thì nhìn nó vẫn còn rõ. Đấy là củ thay rồi. Đây tắp ly này. Màn hình thì màn hình DVD. Cái chủ xe vẫn giữ được giấy tờ từ cái đời 2002 đến giờ. Cái dòng này đời thấp này thì đa số là nó qua nhiều chủ thì đa số là người ta vứt hết đi rồi, nhưng mà đây nó qua khoảng tầm hai chủ thôi. Đấy, và chủ xe nó cũng khá là giữ nên nó vẫn còn giữ được những cái giấy tờ liên quan đến con xe. Xe chính chủ nhé, mua chính chủ chứ không phải là mua lại của anh thợ hay như nào cả, mà là mua chính chủ tư nhân. Đấy, nhìn của máy này. Đời này mặc dù đời thấp 2002 nhưng mà đã có hệ thống phanh ABS nha. Còn nếu như dòng như là Toyota Vios thì đến đời 2007 nó vẫn chưa có hệ thống phanh ABS. Lên form mới 2008 nó mới là có hệ thống ABS. Đây, màn hình vẫn còn hoạt động ok này. Đang tìm vệ tinh. Nên xe hoàn toàn không bị lỗi gì hết. Đã tìm được vệ tinh. Nổ máy lên là coi như là mất hết các biểu tượng. Đây là biểu tượng phanh tay, em vừa kéo phanh tay lên. Khi mà chúng ta tắt bật máy lên thì có hệ thống phanh ABS báo đây này. Đấy. Đấy, chị có thể thấy là có biểu tượng ABS. Đời thấp nhưng mà nó cũng trang bị ABS rồi. Gương kính chỉnh điện này. Đấy, tắp ni nỉ. Trần vẫn là trần nỉ. Và giá thì rẻ, có 125 triệu thôi. Máy móc cũng khá là bền. Đang tìm vệ tinh. Trang bị thì nhiều hơn dòng Vios. Form dáng hai đầu. Đã tìm được vệ tinh. Thì chúng ta đi qua phần cốp cũng như phần máy của con này. Đã
những cái phần tôn của xe từ đời 2002 đến giờ, nhưng mà tôn của nó vẫn còn ok này, không bị han gì. Xuất sát thì có, nhưng đời này xuất sát thì có, trong đời thấp rồi. Thì những anh chị và các bạn nào chúng ta ít tiền và chúng ta lựa chọn những dòng xe mà nó sedan hay đầu và khoang cốp rộng và muốn cái độ bền bỉ thì có thể lựa chọn con xe này. Dòng Ford này em nói rồi, nó là một trong dòng xe nó rất là bền. Máy của nó là 1.8 nhá. 1.8 ngang với dòng máy của Toyota Altis số sàn. Đây. Cái máy không hề bị chảy dầu. Máy 1.8 ngang với dòng Toyota Altis số sàn. Và khi mà đi thì nhiên liệu đâu đấy nó rơi vào khoảng phải tầm 7 lít rưỡi 8 lít nếu mà đi đường bình thường. Đấy. Mà 1.8 thì đi nó sẽ bốc hơn. Cái giá máy hay nó 102 đây nhưng còn khá là sáng. 125 triệu. Đấy. Form dáng cũng khá là dài xe nha, dòng này thì form dáng rất dài. Đấy. Là xe màu xám. Đây là video em vừa quay và giới thiệu cho anh chị các bạn con Ford Laser 2002 xe số sàn 1.8. Và nếu anh chị có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ số điện thoại dưới màn hình hoặc đến trực tiếp ở tại salon để xem xe, test xe và đi thử. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những clip tiếp theo. Xin chào và gặp lại.